Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn về quê Bến Tre ở Bình Đại để mình tham quan vườn dừa cùng với mình nha. Đây là cái khu vườn mình theo chân anh ba để cùng theo dõi xem anh ba đi hái dừa ở ngoài vườn để về nhà để thu hoạch dừa khô đó các bạn. Và ở đây nhà của anh ba thì cũng làm nghề là hái dừa khô rồi phơi cái dừa rồi làm thêm cái đó là sơn nước màu bằng nước dừa các bạn. Mời mọi người cùng về quê Bến Tre để trải nghiệm với mình nha. Đặc biệt khi nói về Bến Tre thì tất cả các chúng ta đều ai biết là nổi tiếng về dừa. Mình thấy dừa Bến Tre là được trồng rất lâu năm nên là cây dừa ở Bến Tre rất là cao. Nên anh ba mình là phải sử dụng cây cụ mốc rất là dài, cỡ khoảng mười mấy mét để mới móc được cái cây dừa cao đó các bạn. Và anh ba mình móc một lần là móc không phải từng trái mà là móc thành móc một lần một hoài các bạn. Có thể một cây là có thể móc được một hoài thôi. Ở đây nhà anh ba thì ở đây có nhiều kênh rạch. Đặc biệt là ảnh vận chuyển dừa không phải bằng xe mà là vận chuyển bằng sức nước đó các bạn. Là dục những trái dừa xuống cái kênh rồi để dùng như sức nước rồi đẩy đi vận chuyển đi rồi đem về nhà chứ không có chở bằng xe. Làm cách này là cũng khá là đỡ mất sức rồi cũng khá nhanh. Ở đây cái kênh nó nhỏ, sức nước chảy rất là mạnh nên là dùng sức nước để lùa những trái dừa này về nhà cũng rất là nhanh. Mình cảm thấy rất là thú vị ở miền quê ở Bình Đại nha. Rồi sau khi được vận chuyển về tới bến á, thì ở đây mình chỉ cần dục những trái dừa lên bờ, dục dừa khô lên. Và hiện nay thì dừa khô nó cũng có giá tăng trở lại nhưng mà cũng không cao lắm mọi người. Ở đây dừa khô cũng giá nó cũng thay đổi theo thời vụ, theo mùa. Và hiện nay thì dừa khô cũng hơi tăng. Nhưng mà cũng không tăng nhiều so với các vài tháng trước. Tại vì sau nghỉ Tết đó, dừa nó hút nên là tăng trở lại. Làm nghề mua dừa và thu hoạch dừa thì cũng khá là vui. Ở đây anh ba là mua ở vườn nhà cũng có khá là nhiều công, đặc biệt là anh cũng có mua thêm ở gần xóm để về nhà để lột và lấy cái dừa để giao cho chủ mối. Còn nước dừa thì anh ba cũng sử dụng nấu nước màu để bán ngoài chợ các bạn. Và đặc biệt nước màu nước dừa bằng nước dừa rất là ngon và không có độc hại nữa, rất là nổi tiếng ở Bến Tre các bạn. Đặc biệt ở quê thì sau khi vớt dừa có thể là chúng ta có thể lội xuống những cái con kênh nhỏ để tắm,
cũng là khá thú vị các bạn. Ở đây mọi người dùng cây nỏ để nôm những trái dừa rất là mau. Ở đây là góc bếp nhà của anh ba đó các bạn, là nhờ chị ba nấu nước màu bằng nước dừa đó các bạn, là những bằng cái son rất là lớn. Ở đây nấu nước màu bằng nước dừa, nấu một lần rất là nhiều, và đặc biệt nước dừa nấu cũng khá là lâu. Tại vì sử dụng nước màu á là nấu phải cho nó sắc lại, nên là cần đòi hỏi rất là cần thời gian. Và ở đây khi mà nấu nước màu á là chúng ta phải quậy đều rồi cho nó sắc lại, nó sến lại, nó kẹo lại rồi rất là ngon. Ở đây khi sau khi lọc vỏ dừa thì có thể sử dụng vỏ dừa để nấu nấu nước màu bằng nước dừa nữa các bạn. Ở đây nhà của anh ba ở Bình Đại của mình thì mua trái dừa là không bỏ cái gì hết các bạn. Vỏ dừa với sơ dừa rồi muỗng dừa rồi cũng sử dụng được, cũng khá là thu hút được nhiều người dân xài đó các bạn. Ở đây người ta trộm tại vì nó cháy rất là nhanh. Đó, bạn thấy nước màu đặc kẹo là rất là ngon và đặc rất là thơm. Đặc biệt là nước màu bằng nước dừa thì khỏi chê phải không các bạn? Nếu các bạn có thử dùng nước màu bằng nước dừa thì các bạn thấy là màu nó rất là đẹp khi chúng ta làm thức ăn á. Thì là kho cá là rất là ngon. Ở đây nhà của anh ba thì mọi người, các anh em đều tập trung vào làm nghề hái dừa các bạn. Ở đây mọi người vào buổi sáng sớm thì rất là tấp nập, ai cũng có công việc hết để làm một ngày. Và đặc biệt quê nhà của anh ba thì có rất là nhiều cây trái, mà đặc biệt là dừa nước, cây dừa nước rất là nhiều. Ở đây mình theo chân của anh ba đi theo chặt dừa nước ăn các bạn. Dừa nước này giống như là trái, cái cái của nó giống như là trái thốt nốt các bạn. Đặc biệt rất là làm nước uống rất là ngon. Nhưng mà cần phải đòi hỏi, cần phải chặt chẽ ra cũng khá là cực nha. Nhưng mà bù lại là uống với nước đá rất là ngon. Nếu các bạn có dịp về quê ở miền Tây, các bạn thưởng thức cái món dừa nước này rất là thú vị. Và đặc biệt ở Bình Đại là ở dọc theo tuyến đường á là bán rất là nhiều dừa nước, người ta chẻ sẵn bỏ vô bọc bán thành ký á, cũng rất là nhiều. Các bạn có dịp thì các bạn có thể là mua về để thưởng thức nha. Đó là giờ anh ba chẻ đó các bạn. Và đặc biệt chẻ dừa nước thì cũng cần khéo tay nha. Đó là những cái các cơm cái của dừa nước các bạn. Bạn thấy rất là ngon. Mình chẻ thành đôi, mình lấy dùng muỗng mình tách ra là được. Cái đó là gọi là cái dừa ăn đó các bạn. Đây là cái mọng dừa đó các bạn. Ở đây sau khi mình lột cái dừa ra là có những cái trái mà dừa khô á, là có những mọng dừa luôn. Khô quá là nó sẽ có mọng dừa.
là dừa nó chỉ được chẻ ra các bạn. Ở quê Bình Đại cảnh rất là đẹp, thì nhà anh ba cũng là sát bên bờ sông, nhìn cảnh buổi chiều rất là đẹp. Mình chia sẻ các bạn về phong cảnh ở quê của anh ba mình ở Bình Đại nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip.